Xin chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Hiện tại thì mình và bạn Diễm và bạn Song Hỷ Vlog đang có mặt tại cửa hàng hải sản Phan Diễm nha các bạn. Khi mà các bạn đang xem clip này thì anh em mình đang trong cái ngày đầu tiên trong hành trình xuyên Việt ra Tây Bắc để cùng với tất cả bạn trải nghiệm mùa lúa chín các bạn ạ. Thì hôm nay mình đã đón bạn Song Hỷ Vlog trở lại Sài Gòn rồi. Thì như mình đã nói thì ngày hôm trước Song Hỷ có việc phải trở về Châu Đốc gấp các bạn. Và hôm nay thì Song Hỷ đã có mặt tại cửa hàng hải sản Phan Diễm tại Sài Gòn để anh em mình cùng với tất cả bạn thưởng thức một cái bữa ăn gọi là bữa ăn gia đình đấy các bạn ơi. Trước khi mà mình lên đường đi trải nghiệm mùa lúa chín nha các bạn. Mình biết là ngay tại đây vào cái giờ phút này thì bạn Diễm cảm thấy như nào bạn Diễm? Có cảm thấy hồi hộp hay là có những cái suy nghĩ gì mà mình chuẩn bị đi một cái hành trình xa ra tận Tây Bắc như vậy không? Xin chào cả nhà nha. Hôm nay thì Diễm cũng rất là vui vì trước khi mà bắt đầu hành trình đi khám phá mùa lúa chín Tây Bắc thì anh em lại có dịp là ăn một bữa ăn ở Sài Gòn mà đặc biệt là tại cửa hàng của Phan Diễm. Nhưng mà các bạn biết là cả buổi chiều nay mình với Song Hỷ là chuẩn bị nấu nướng mồ hôi toát ra luôn. Nhưng mà khi mà đang nói tới mùa lúa chín thì cái cảm giác trong người mình nó toát ra một cái hơi lạnh. Tại vì sao là Diễm đang nhớ tới cái lạnh của Tây Bắc mọi người ạ. Nói chung là rất là nôn nao luôn. Hiện tại mình này rồi cả bạn Song Hỷ nó đều đang bị chung một cái hiện tượng đó là đau họng rồi nghẹt mũi các bạn ạ. Và cái hiện tượng đó thì rất sợ lạnh, nhưng mà vì khán giả kênh Phạm Dũng cũng như là vì cái lời hứa của mình nên là mình chắc chắn phải đi. Và khi mà các bạn đang xem clip này thì mình nghĩ là giờ phút các bạn đang xem mình đã đi ra tới Bình Thuận rồi đấy. Không biết là Song Hỷ thì đã sẵn sàng chưa Song Hỷ? Song Hỷ xin kính chào ông bà cô chú và các anh chị. Hiện tại thì Song Hỷ đã sẵn sàng và đang rất là phấn khởi vì cái hành trình mình đi là cũng được 3 lần. Nhưng mà mỗi lần đều nó có được cái cảm nhận riêng là nôn nao này kia ha. Và muốn là cái không khí lạnh ở Sapa rồi được trải nghiệm cái mùa lúa chín. Tại vì chưa có lần nào mà Song Hỷ được trải nghiệm mà cái mùa can trải. Thực sự là hôm nay khi mà mình chuẩn bị đi ra Tây Bắc thì có một chút khác so với lần trước. Đó là những lần trước thì mình đi ra thì đều có anh Hải chờ đón sẵn sàng. Nhưng mà hiện tại thì anh Hải đang còn bên Nga chưa về các bạn. Nên là mình cũng chưa biết là mình ra tới nơi là anh Hải đã về chưa. Tuy nhiên là mình cũng mong là cái hành trình lần này sẽ được thuận lợi may mắn để mình quay được nhiều cái nội dung hay và ý nghĩa gửi tới tất cả các bạn. Thì hôm nay ngay tại cửa hàng hải sản Phan Diễm thì mình sẽ có rất là nhiều món ngon do hai chị em chuẩn bị từ trưa đến giờ. Bây giờ là gần 4 rưỡi chiều ở Sài Gòn rồi, nhưng mà đã tới đây chuẩn bị từ lúc 12 rưỡi các bạn ạ. Đây. Toát mồ hôi hộp luôn. Đó. Ở đây thì đang có rất là nhiều món ngon, tại vì ngày hôm nay thực sự luôn là một cái khó cho Diễm rất là nhiều. Các bạn biết sao không, là hàng hôm nay đóng từ sáng sớm tới bây giờ, rồi hàng bưu điện này, rồi mình nhập về rất là nhiều mặt hàng, rồi mực ống nữa. Nên là hôm nay thực sự là ngày với mình choáng luôn á. Rất là mệt. Riêng đối với các cái mặt hàng mà bạn Diễm đang bán thì mình có thể làm rất là nhiều món. Tuy nhiên nếu như một cái gì đó mà đặc biệt thì mình nghĩ đó là món lẩu. Mình có thể kết hợp được rất nhiều các cái nguyên liệu lại với nhau, gần như là toàn bộ luôn. Thì đây là cái nồi nước lèo của món lẩu Thái hả Song Hỷ? Dạ đúng rồi, em thay vì em sẽ kết hợp với những cái hải sản thì sẽ nấu nước lẩu Thái thì sẽ đây. Ngon hơn. Cái nồi nước lẩu này là do Song Hỷ nấu nha các bạn. Đấy. Còn nguyên liệu này là của bạn Diễm bán. Thì có cò sò điệp này, mực ống này, rồi đây là cái phần cá hồi, nhưng mà phần bụng đúng không bạn Diễm? Cái này hình như là sẽ ăn ăn lẩu này. Bên này là cá chích ép trứng này. Rồi đây sashimi. Một con bạch tuộc mà mình có thể sắt thành những miếng mỏng như này để mình nhúng vào cái nồi lẩu. Lẩu đang sôi mình nhúng vào như bò tái các bạn. Ăn là nó giòn, nó ngọt, đã lắm. Còn bên này một cái món mà Song Hỷ cũng rất là thích, đó là sashimi cá hồi. Cá hồi này thì bạn Diễm bán thì tươi ngon như nhà hàng sashimi Nhật rồi các bạn, nên là ăn là yên tâm. Béo lắm. Còn bên này mình có hai cái nguyên liệu đặc biệt, đó là củ hú dừa sấy khô. Còn bên này nữa, ở này là mực dẻo này. Mực dẻo Diễm cắt ra thay vì bình thường mình hay ăn theo kiểu là cháy cho nó vàng đúng không, thì hôm nay mình sẽ xào với củ hú dừa này, rồi một xíu thịt bò, rồi cò sò điệp với lại là bào ngư. Nhưng mà ngày hôm nay thì trước khi mà ngồi ăn á thì Diễm sẽ mời các bạn cùng khám phá một cái thùng hàng rất là đặc biệt, mà nói chung là số lượng có hạn nên là các bạn mình cũng chia sẻ với mọi người luôn nha. Đó là cái thùng mực ống đây. Một cái thùng mực ống mà phải nói là hình như là to nhất từ hôm giờ mà bạn Diễm có thể là nhập về Sài Gòn được, tại vì cái này nó không có nhiều, nó hiếm hàng á. Mực thì ở Việt Nam mình rất là nhiều, nhưng mà mình lựa được một cái mực gọi là tươi ngon, chất lượng hoàn hảo để bán á thì không có nhiều. Đấy.
lượng này là bình thường á, chị Thúy ở bên Canada là chị cứ đặt hàng Diễm rất là nhiều mà đôi khi là không đủ hàng để gửi sang cho chị luôn. Nói chung là hàng to, số lượng hiếm lắm. Để cho mọi người xem nha. Wow. Trời ơi, to vậy. Đấy. Cái size này là size khoảng 700g tới 1kg một con nha mọi người. Đây là mực tươi hoàn toàn nhé các bạn. Tươi rồi cấp đông ngay tại chỗ và không hề có chất bảo quản. Và nó tươi như là mình đang ăn ở biển ấy. Ai mà là đã từng ăn cái này của bạn Diễm bán thì sẽ hiểu được là nó chất lượng như nào. Nói chung là hàng số lượng này á là khi mà hàng mà họ đánh bắt được ấy là sẽ cho vào và cấp đông luôn trong khay nó, cho nên là sau đó thì để nó vuông vắn con mực lại thì bắt đầu là sẽ hút chân không để gửi vào Sài Gòn cho Diễm. Cho nên là các bạn thấy là nhìn cái con mực, cái miner của nó này đó, tươi rồi đói luôn nha. Nói chung là hàng lựa chờ từ hồi bữa giờ á thì mới được cái này thì khoảng 5-60kg thôi. 5-60kg đó, không có nhiều đâu. Nếu như ai đó mà đang xem clip này bảo là bạn Diễm ơi gửi cho mình một tạ đi thì chắc chắn là không có. Không có nha mọi người. Ví dụ như cái mực dẻo của Diễm, nói chung là hàng ở bên Diễm á thì cơ bản là phần lớn là những cái mặt hàng mà số lượng kiểu cũng có hàng, tại vì hàng tuyển hàng mà loại to này kia thôi, cho nên là nhiều khi hàng không có thường xuyên nha mọi người. Con này giá khoảng 8-9 lạng á. Để đây em xíu mình sẽ cho vào tủ đông, nên là ngày mai là các bạn xem video này tới lấy mực ống là có hàng rồi nha. Còn bây giờ mình lại bàn đi. Những mặt hàng ở đây thì mình đã quay rất là nhiều trong những lần trước rồi. Thì nếu mà ai mà yêu quý bạn Diễm và muốn ủng hộ tinh thần team Phạm Dũng thì cứ gọi qua cái số điện thoại mình đang để trên màn hình để mua hàng, đặc biệt là củ dừa sấy khô nha, rồi tổ yến. Nhưng mà trước khi thưởng thức là còn một cái nồi nữa mà lúc nãy giờ mọi người quên, mọi người không biết đâu. Đây đây đây. Nào không? Đây. Tên 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 tên. Đang nóng này là phải pha chấm chéo ăn luôn bạn Diễm à. Đây. Bạn xong thì cho nồi lẩu lên đi, cho bắt đầu lửa lên đi. Ok. Trong này là có thịt trâu gác bếp của anh Hải này. Thịt trâu thì bên trong Diễm thì vẫn như anh Hải thôi, là 1 triệu 1 ký tặng một loại chấm chéo nha mọi người. Đó. Và đặc biệt này, cái con mực lá này anh Dũng này. Đó. Các bạn thấy nó hấp hồi nãy giờ này nên là nó bị ấy thôi, cái miner nó vẫn còn luôn này. Ngon lắm. Con mực tươi giói luôn. Mình lấy mấy rau và tuột ra để mình hấp luôn. Bây giờ là pha chấm chéo thôi mọi người ơi. Ôi thôi mình nhớ mà. Một cái rau mực này mà chấm chấm chéo thì. Đây này, mực tươi là các bạn thấy hấp lên là rau nó này. Đó, không hề bị teo tóp gì nha. Nở căng luôn đây. Ủa cái rau mực ống thế này. Đó, mọi người chờ Diễm đi lấy chấm chéo nha. Đó. Xong thì chuẩn bị pha chấm chéo nha. Ok. Thơm quá. Thơm phức luôn. Đây cái này là rau bạch tuộc nữa nè. Nay là Diễm cứ có hải sản ở nhà, có gì thì có gì dùng nấy ha. Có gì dùng nấy nha mọi người. Ui nóng chị. Đang nóng hổi này ăn là mới ngon nè. Đặc biệt là các bạn thịt trâu hấp lên như này đang nóng, ăn nó mềm thơm, dai vừa phải, nhưng mà mình chỉ cần để nguội thôi, nó sẽ khô cứng lại. Do là thịt trâu gác bếp đó các bạn. Nhưng mà đang bây giờ là ngon nè. Để tí xíu là nó nguội thôi. Hai con mực lá nè. Nhiều quá. Cái miner đó này. Đó, hấp không có hề bị teo tóp gì nha mọi người. Đó, mọi người xem nè. Bốc khói. Diễm thì sẽ có hai loại mực. Một là mực lá, hai là mực ống. Đó, ai thích mực nào thì lấy mực đó nha cả nhà. Rồi bây giờ em pha chấm chéo nha. Thì pha chấm chéo cho nước nha. Ăn ít cay hay nhiều cay? Ít cay nhiều cay, nó lấy muỗng hơi nhiều đấy. Ôi, thấy đều lên. Phải đều ha. Những hồi là nó tan ra nó sệt sệt. Đánh đều lên. Đều lên. Đầu bếp Nguyễn Thị Song Thị nấu lại lẩu. Lần trước các mọi người biết sao không? Là nấu lẩu á, Song Thị nấu lẩu á là ai cũng khen hết. Nên là hôm nay là Diễm nấu ăn, nhưng mà Diễm nói là thôi nhờ Song Thị là nêm cái nồi lẩu, nấu cái nồi lẩu giùm. Đây thịt trâu anh. Em nấu theo cái điểm điếm của em nha. Các bạn thấy không? Thịt trâu miếng nào miếng nấy là to đùng luôn này. Ui, nóng quá.
thơm. Được không? Em xé tiếp cho. Nóng quá nha Song Hỷ. Đây này các bạn xem cái sớ thịt này. Đã chưa? Mình lấy mấy cái miếng nào cho nó dễ xé tí mọi người. Hôm nay nóng quá. May mà trời mưa nó còn mát mát nó còn đỡ. Tại vì chị hấp ra còn nóng nên là mình nóng. Đây cho anh Dũng miếng nha. Cảm ơn Diễm nha. Được không? Nóng hổi các bạn ạ. Mấy ngày hôm nay thì phải nói là mấy tuần nay các bạn ạ, ngày nào Sài Gòn cũng mưa. Và riêng ngày hôm nay là gần như là từ sáng tới giờ trời âm u luôn các bạn ạ. Nên là trong cái thời tiết này mình ăn một cái nồi lẩu này, hay là làm một lon bia lai dai với trâu gác bếp hay mực cũng vậy các bạn, đều rất là hợp. Vô 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 vô. Vô. 1, 2, 3, vô. Chúc chuyến đi thành công tốt đẹp. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà. Vì bắt thật sự đây là ngồi nhậu rất là tỉnh nha mọi người. Mình sẽ chấm vào đây, mời các bạn nha. Cái miếng này hơi có gân một chút ha. Hả? Tại vì cái miếng thịt này nó to lắm ạ. Để nó nguội tí đó mình phải xé nhỏ ra thì mới dễ ăn được. Nè, em xé nhỏ vậy nè, em dễ ăn là nó mềm. Xé thì cho em bé mà. Nhưng mà xé nhỏ càng đỡ ha. Xé nhỏ ăn cho nó nhanh. Đây. Được không? Thôi thịt trâu hiện tại rồi. Cảm ơn Song Hỷ. Cái thời điểm mà Tết đấy thôi mà thịt trâu này bán là cực kỳ chạy luôn mọi người. Tại vì kiểu nếu mà nhà có khách thì các bạn chỉ cần là hấp lên 30 phút là nhậu. Với lại cũng tiện đó. Cái quan trọng là mình có cái nguồn nguyên liệu đó là trâu tươi các bạn, thì nó mới ra một cái miếng thịt trâu các bếp nó chất lượng được. Còn nếu mà thịt trâu mà không tươi ngon thì ăn nó bở mà nó có mùi, nó sẽ không thơm. Ôi, nhưng mà bạn coi cái miếng thịt này. Đó. Do là miếng này là người ta sử dụng thịt hết nha anh Dũng. Nhưng mà nếu mà bạn nào mà thích cho mềm thì có thể dùng cái chài á, giả cho nó tơi ra một tí. Tơi. Đúng rồi. Cũng chia sẻ thêm với các bạn là tại sao mà hôm nay lại có cái bữa ăn ở cửa hàng của hải sản Phan Diễm. Đó là vì Song Hỷ thèm sashimi mọi người ạ. Lần trước là đã hứa với Song Hỷ rồi, nhưng mà không, thời gian cũng hơi gấp rút cho nên là hôm nay thì bắt đầu là ăn ở đây trước khi mà đi. Đây các bạn coi cái sớ thịt này. Đó, cho anh Dũng miếng này ngon nè. Đó các bạn Diễm nha. Mời các bạn nha. Nhưng mà ngồi đây ăn như thật sự một điều là khi mà các bạn xem video này là anh em mình đang trên đường đi rồi. Thì cũng phải nói là gửi lời cảm ơn tới tất cả các cô chú anh chị rất là nhiều. À biết sao không, là mọi người hầu như Diễm xem comment ấy là ai cũng đang rất trông chờ cái chuyến đi của anh em mình, là xem mời mọi người xem là có cái mùa lúa chín này kia hoặc là Tây Bắc thời điểm bây giờ như thế nào. Cho nên là bản thân tụi mình là vốn đã hào hứng rồi, nhưng bây giờ là thì cộng thêm cái sự hào hứng của khán giả nữa. Em nghe là viết trên bảng với anh chợ phiên Tây Bắc nói là Sapa đang lạnh rồi chị ơi. Bây giờ là mình ra là vừa rồi. Cái đợt mà xuyên Việt lần trước thì cũng lựa ngay chăng cái ngày mà gần lạnh á, xe lạnh á, mình đi ra thì mình thưởng thức được cái không khí của nó, thích lắm. Thôi ăn miếng mực đi nha. Ăn đi cho nó có năng lượng rồi mình ngày mai mình lên đường. Ông Hỷ. Hôm nay là anh em mình kết thúc cái bữa ăn này xong á là phải gấp rút là về nhà. Chuẩn bị đồ đạc rồi nghỉ ngơi sớm để sáng mai lên đường sớm các bạn ạ. Cho anh Dũng nha. Ui giời ơi, nóng lắm các bạn ơi. Cho bạn Dũng nha. Đây, chấm vào đây. Đây, vô thôi. Cái này ăn chấm chém ngon. Ngọt lắm. Ừ, giòn ngọt. Mực lá đấy nhỉ. Giòn. Nó ngọt y như là mình đang ăn ở lồng bè vậy. Tại vì nó tươi. Cái đều đấy mà cảm nhận được một con mực tươi. Đó là cái mino của con mực này. Cái thứ hai nữa là khi hấp lên con mực nó có bị teo tớp. Nếu mà kiểu là các bạn mà nhúng nước hoặc ngâm nước ấy, thì khi mà mình hấp cái con mực ra là nó sẽ teo, nó chảy nước hết.
Còn cái con mực tươi là các bạn thấy này, sau khi hấp xong này, đó, và cái miner nó vẫn còn này, và mình ăn là nó phải hơi giòn nhẹ và nó ngọt. Đấy, mình hấp á là nó vẫn còn có giữ cái độ ngọt của con mực, giống như mình hấp nước dừa vậy đó. Nhưng ở đây á là con mực nó không có bị teo tớp. Rồi con mực này là Diễm cũng hấp hình như hơi quá tay hay sao, tại vì Diễm lót mực ở dưới xong rồi mới cho thịt trâu gác bếp vô. Lẽ ra bạn Diễm nên cho thịt trâu xuống trước á, tại vì cái thịt trâu là mình để trong tủ lạnh rồi sau đó mình mới đem hấp nên là nó sẽ khó gọi là chín, nhưng gọi là đủ nhiệt hơn là cái mực. Nhưng mà mọi người có cảm nhận là ăn cái độ ngọt nó đã không? Đây, xong rồi thử cái dâu rồi đi. Ai chị em chưa đôi nha. Ai chị em chưa đôi. Chưa đôi. Cái tình đó. Không, ba cái đâu luôn. Nên là mỗi người một cái để cho tình cảm quấn quýt hơn này. Bạn Diễm để tí mình ăn sau bạn Diễm à. Đây vô. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà. Mình ăn sao ta? Mình ăn gì? Các bạn hấp cũng được, hoặc là các bạn mua về các bạn xào chua ngọt á. Và xào cổ hủ dừa cũng ngon. Tí nữa mình xào cổ hủ dừa. Ăn hải sản đi, tại vì mấy hôm nữa mình đi núi là mình sẽ ăn đồ rừng đi. Nhưng mà trước khi mà mình lên đến Tây Bắc thì mình còn một cái hành trình đi từ đây tới đó nữa. Mình sẽ ăn rất là nhiều món ngon của dọc miền biển miền Trung. Vậy là mình ngừng lại miền Trung để mình chia sẻ được những món ăn đó chị ha. Ừ, hiểu không? Một ngày mình đi qua các tỉnh thành ấy, mình sẽ chia sẻ lại cái hành trình cho mọi người luôn. Hình như lâu quá mới đi lại nên là quên. Cái đâu nó giòn ha. Mình nghĩ là trước khi mà mình ăn cái món sashimi mà Song Hỷ rất là thích ấy, thì mình bắt đầu cho các cái nguyên liệu của nồi lẩu vào ha. Tại vì nó đã sôi nãy giờ rồi. Thì trong này mình có cò sò điệp, bào ngư, rồi mực. Đều rất là chất lượng nha các bạn. Đây. Cho cái bào ngư vào nha. Diễm muốn để cho cảm nhận rõ nên là Diễm để nguyên con luôn. Đó. Rồi đây là cái cò sò điệp này. Bạn thấy cò sò điệp bên Diễm không? Siêu to luôn. Đây. Mực này là cái mực ống hồi nãy đúng không? Đúng rồi, mực ống ấy. Kéo xuống hết. Ok. Rồi. Đấy. Full nồi luôn. Mình để cho nó chín nha. Nhìn chất lượng mà Diễm à. Bây giờ thì ăn đồ hấp xong rồi thì anh em mình sẽ thưởng thức món cá hồi. Đây cũng là món mà Song Hỷ nhắc bữa giờ luôn mọi người ạ. Đây thì cho xí gừng hồng vào cái nước tương này. Với lại là luôn. Hồi nãy em có để wasabi rồi đó. Phải đều lên. Diễm cho một tí gừng hồng vào này. Cái cá hồi này nếu mà bạn nào mà hay đi ăn cá hồi sashimi ở các nhà hàng thì sẽ cảm nhận được là nó không có cái gì khác biệt luôn. Tại vì đều là từ một cái nguồn nguyên liệu các bạn ạ. Đó là cá hồi nhập khẩu các bạn ơi. Đây là những cái miếng này là bụng này Song Hỷ này. Đó, dạ. Song Hỷ thử nha. Đây. Đấy, vô. Vô. Mời cả nhà nha. Dạ, mời cả nhà. Bản thân Diễm là một người cực kỳ thích cá hồi mọi người ạ. Béo cực kỳ. Đã thèm chưa? Song Hỷ hôm nay là có ăn hết được nửa dĩa này không? Chắc chắn. Chắc chắn. Hôm nay là Diễm lấy về một tảng cá hồi to luôn, là 2,5 kg để vừa làm lẩu này, vừa ăn sashimi luôn. Dùng cái từ là tan chảy mọi người. Ngon quá. Đấy, khúc này nè, cái phần này là cái phần bụng này. Cái bụng nó béo à. Đấy. Mà cả mình nhà nhìn nha. Là nó cái sớ nhưng mà thật sự nó không có bị dai. Nó không có bị dai gì nó sớ. Ăn rất là mềm mại, béo ngậy. Kết hợp với gừng hồng này. Quá ngon. Nói chung là một mình Diễm là thi thẳng là Diễm vẫn cứ lấy về nhà để ăn ấy. Cái này.
Cái này nè, mình ăn á là hay gì mấy người mà ăn đi top á, ăn theo cái kiểu mà ăn kiêng á, lean đúng không? Là chuyên môn là ăn cá hồi như thế này nè, ăn theo cái bữa ăn của mình á, rất là tốt. Hiện tại là mình đang quay cửa hàng bạn Diễm nên là chắc chắn là có những khách đi ra đi vào mua các bạn ạ. Nãy giờ là mình thấy là có người đang chờ sau lưng mình rồi. Nên là sau khi bạn Diễm thưởng thức xong cái món cá hồi này thì mình chờ một chút để bạn Diễm bán hàng nha. Mọi người chờ Diễm một tí nha. Xong hãy cứ dùng để em bán hàng kiếm tiền đi Tây Bắc. Đó, bây giờ nãy giờ bán là xin thông báo với các bạn là Diễm vừa bán được 4 triệu. Đó, trong đó là có được 5 hũ đường tốt nốt của Song Hỷ nữa nha. Hôm nay là Song Hỷ có một cái khu vực để đường thốt nốt ngay trên này này. Chỗ này là khoảng 100 hũ Song Hỷ. Dạ đúng rồi, 100 hũ. 100 hũ thì cũng được mấy ngày thôi. Để hy vọng là trong những ngày tới là mọi người sẽ ủng hộ Song Hỷ cái mặt hàng đường thốt nốt rất là đặc biệt của An Giang này. Đó. Nhưng mà bây giờ Song Hỷ phụ mình cho cái cá hồi vô trong này đi. Cá hồi mà để ăn lẩu á là Diễm cắt cái miếng to luôn này. Các bạn coi này. Đó, cắt miếng nào miếng nấy rồi, để, to, rất là to để da luôn á. Đúng rồi, đây. Đó. Ăn gì cho nó đã. Béo gì đó chị ha. Cái này sợ quá, hồi nó tràn. Còn cái cá trích đó Song Hỷ thì một hồi mình sẽ có thể là nhúng. Đây, còn mấy miếng thì cho hết luôn cho đi. Cho hết luôn đi. Trời mưa lai rai. Ăn lẩu đi. Đây, cái cá chích với bạch tuộc thì một tí nữa là mình sẽ nhúng nha mọi người. Tại vì cái bạch tuộc ấy là để lâu quá vô là nó sẽ bị dai. Nên là mình cứ ưu tiên bạch tuộc ở đây là sôi xong hết rồi mình nhúng mình ăn. Nãy em quên chữ heo múc nước nó nhiều quá nên là bây giờ nó muốn tràn ra tí xíu. Hơi tràn bờ đê một xíu các bạn. Bây giờ em cứ cho ra một tí. Cho ra miếng nha. Để mình chút xíu mình nhúng rau vô mình ăn luôn. Đấy, chị em mình là dù hay đi ăn nhưng mà là ai cũng biết nấu ăn nha mọi người. Hồi nấu đám cưới cũng biết nấu ăn. Rồi để đây. Đó, ok. Mình chờ một tí cho nó sôi. Còn bây giờ thì mình đang muốn gì? Diễm sẽ xào cái củ hủ dừa với lại là các mặt hàng hải sản ở đây để mà mình ăn. Tại vì Diễm sợ nó nguội á, nên là Diễm để sẵn ngâm sẵn ra đây. Đó, cái này là 100g ngâm ra nha mọi người. Nguyên một dĩa đầy như này là tức là một lạng khô đó các bạn. Ngâm cho nó rất là nhiều nha. Khi mà mình xào cùng với các cái nguyên liệu khác nữa thì nó sẽ còn nhiều hơn nữa các bạn ơi. Nên là một gói 2 lạng rưỡi mà 300 ngàn á, là mình về mình ăn được rất nhiều bữa luôn. Khoảng 3 cử. Còn cái này là tảng cá này là dự phòng. Tại vì Song Hỷ là thèm cá hồi nên là Diễm để sẵn mấy miếng bự luôn. Ăn hết là bắt đầu cắt cái kia bồi qua. Bây giờ nói gì phải ăn liền chứ. Ngập mồm. Đây. Diễm thích ăn mấy cái miếng chỗ cái bụng ấy. Mời cả nhà nha. Nếu mà mua cá hồi bên chị là có được tặng gừng không? Có qua sơ bì luôn phải không? Nhưng mà tặng ít nha mọi người, tặng cái gói nhỏ nhỏ thôi mày. Nhưng mà ngon. Tặng gừng hồng nè, nước tương nè, wasabi nè, rồi tặng đầy đủ. Em xin phép thêm miếng nha. Lần trước khi mà mình xào củ dừa ở nhà bạn Diễm thì mình phát hiện ra là kết hợp với một vài trái mướp á, là rất là ngon luôn. Nên là hôm nay là mình sẽ có thêm mướp để xào với củ dừa nữa nha các bạn. Nhưng mà các bạn biết sao không? Hôm nay là mình sẽ xào cái củ hủ dừa dứa nha. Ngày hôm qua thì cái số lượng này có hạn thôi. Nên là Diễm có được hiện tại thì Diễm đang còn khoảng 40kg cái củ hủ dừa dứa. Nếu mà ai thích cái dừa dứa thì có thể liên hệ với Diễm. Giá thì mình không có tăng lên, vẫn 1,2 triệu một ký nhưng mà không có tặng chậm chéo nha mọi người. Tại vì cái hàng này nó cũng hơi hiếm hàng ấy. Khi mà mình mua dừa tươi là cái giá đã cao hơn rồi. Nhưng mà số lượng cũng có hàng chứ cũng không quá nhiều. Cái đó là em cháy rồi tự nhiên. Thơm chưa? Thơm chưa? Bữa giờ ở Sài Gòn này rồi đi miền Tây này nhưng mà thực sự là anh em mình cũng hơi lo một chút đó các bạn. Tại vì có một số khán giả nói là có nhiều nơi tại Tây Bắc là đã cắt lúa nhiều hết rồi. Nhưng mà riêng hai cái điểm chính là mình muốn đi thì lúa vẫn còn. Đó là Hoàng Su Phì và Mù Cang Chải các bạn ạ. Mình sẽ cho cái mực dẻo với lại cái bầu ngư vào trước cho mọi người.
đó, mình đảo đều vậy. Mình cho cái thịt bò và sợi điệp vào luôn. Đây là những nguyên liệu mà quá chất lượng. Quá chất lượng. Thơm ha. Mình muốn ăn nóng xào nóng như này, thứ nhất là để anh em mình có thể ăn được cái hương vị nó thơm ngon nhất, và thứ hai nữa là để các bạn xem được là khi mà mình ăn nóng, khi mà mình xào ngay từ đầu này, các bạn sẽ hiểu rõ hơn được nó ngon, nó chất lượng như nào. Nói chung là mình nhìn thấy cái củ hủ dừa này á, các bạn xào với thịt bò nó cũng rất là hợp nha. Cái nước của thịt bò nó ra nó sẽ làm cho cái củ hủ dừa càng thêm ngọt nữa. Bữa nay là chị xào thêm cái mớt luôn hả? À đây, mướp nữa nha. Đó, có một dĩa mướp nữa. Nhưng mà mình mướp mình sẽ cho vào gần sau. Bây giờ cho cái củ hủ dừa vào nha mọi người. Chưa xào lại thấy mùi thơm rồi đó. Mình nhiều quá trời luôn đó, mình cứ cho vào. Cái dừa dứa này nó thơm hơn cái củ hủ kia nữa. Nó mạnh hơn ấy, mạnh mùi hơn một tí. Các bạn thấy là có một lạng khô đấy, mà cùng với các loại hải sản đó là một chảo to luôn. Đây là cái này mà nhà các bạn tùy theo gia đình mình, nhiều người hay ít người á, thì mình sẽ lấy ra. Nhưng mà có cái điều đặc biệt là các bạn thấy là hải sản nhà Diễm xào này rất là ráo luôn, săn. Coi miếng mực dẻo này, nó bị ra nước. Bây giờ mình sẽ cho một tí nước mắm vào nha. Nãy giờ là Diễm chưa hề, không hề nêm nếm cái gì hết nha. Giờ mình chỉ cho một tí nước mắm vào. Mà 100g mà củ dừa gì nè, nếu mà lấy ra dĩa là tầm 2 dĩa đầy luôn á. Khi mà mình ăn cái củ dừa này này, những bữa đầu tiên hoặc là lần đầu tiên ăn thì mình có thể là xào mình củ dừa thôi, cùng với thịt hoặc là tôm cá gì đó tùy các bạn nha. Nhưng mà những bữa sau nữa thì các bạn có thể kết hợp thêm nhiều các loại rau củ đi kèm. Ví dụ như là hôm nay mình dùng mướp này, hay bông điên điển này, hay là có thể là dùng cả nấm nữa. Các bạn có thể kết hợp với các loại rau quả khác để mà xào cùng với củ dừa, chứ không nhất thiết là xào mình củ dừa không nhé các bạn. Cái bông điên điển thì mọi người cho vào nó cũng rất là ngon nha. Nhưng mà hôm nay là bông điên điển để ăn lẩu, Diễm cho cái mướp này vào nè. Hôm bữa là củ hủ dừa mà xào với nấm rơm á, nước cốt dừa á, cái món nó lạ ghê luôn á. cái chảo này quá bự rồi. Cái này chắc nguyên sớm rồi. Đó. Hiểu ha. Cái này nếu mà để cho nó hài hòa thì có cần trợ giúp cái chảo cái giá không? Cái đó nước chua rồi. Mình nhưng phải... mà đố xong nghĩ biết là khi mà mình cho mướp vào thì nó sẽ có những tác dụng gì đấy? Em nghĩ là nó sẽ ra cái nước của mướp á, nó sẽ ngọt hơn. Đúng và rồi. Nó nói chung là nó ngọt vừa củ dừa và vừa ngọt cái mướp nữa. Nó sẽ có cái độ ngọt tự nhiên của cái mướp này, tại vì mướp nó rất nhiều nước, và thứ hai nữa là cũng chính từ cái nước của trái mướp đó, nó sẽ làm cho cái củ dừa nó không bị khô. Ở miền Tây vừa rồi bạn Diễm có nhớ không, khi mà mình ăn bún riêu ở gần biên giới Campuchia ấy, thì chính các cô chú ở miền Tây cũng hầm giò heo cùng với mướp. Lấy đó là một cái điều rất là lạ luôn. Cái nước ngọt từ cái mướp. Với lại là những người mà Diễm thấy ăn chay á nha, là cũng hay dùng cái mướp để họ làm cái nước ngọt đấy. Để ninh. Còn mình và bạn Diễm là may mắn đấy, vô tình phát hiện ra cái trái mướp xào với củ dừa thôi. Nhưng mà khi mà mình nghĩ lại rồi thì mình phát hiện ra là thực ra là nhiều người đã dùng mướp trong các cái món ăn khác để cho nó tăng hương vị hơn, chứ không phải là mình chỉ nấu canh mướp như bình thường các bạn ạ. Nhưng mà trong thời gian chờ nó chín thì Diễm nghĩ là xong thì nên múc cho hai chị em mỗi người một chén lẩu đi. Ok, mình múc lẩu đi, xong rồi mình hả ăn trụng rau vào. Xong thì có thể là cho một ít bạch tuộc này. Đó, cho vào cái bắt đầu mình để mấy giây rồi mình múc vô chén mình múc thịt luôn. Bạch tuộc là chỉ để cho nó săn, nó quéo lại cái là ăn là nó rất là giòn nha mọi người. Là mình chỉ là nhúng sơ thôi đúng không? Đúng rồi, mình cho vào đây. Để tí nha. Nào ok là chị la lên liền nha. Thật thôi, mình nghĩ là thôi cho vào một loạt mớ đi để mình múc vào chén mọi người chén chứ để xong hỉ mà chờ thì cũng hơi lâu. Các bạn mà chờ xong hỉ làm cái này được một chén lẩu. Bây giờ quần áo
thì chưa xếp, móng tay móng chân thì chưa đi làm mà đợi xong hỉ là nhúng cái này luôn. Tối nay không phải làm gì luôn á. À chưa, chị Diễm mới nói là em tại vì em rửa nắm đi kim châm, em rửa từng cộng chị Diễm đó. Trời ơi trời, chuẩn bị đi siêu việc mà giờ này còn rửa nắm kim châm, bây giờ là gấp từng miếng bạch tuộc. Đây này các bạn nhìn cái bạch tuộc này. Như chị Diễm coi thử chín chưa? À khuấy đều lên cái đều ha. Ok. Thơm ha. Em nghĩ là nó chắc nó chín rồi. Tại vì cái này mình còn ăn sống được mà. À. Em cho chị miếng cà chua nha. À, ăn xong đi rồi hai chị em mình để rau vô nhúng ăn. Chị Diễm nha. Rồi em cảm ơn nha. Đấy một tí ti nữa là. Bạn Diễm hình như còn thiếu hạt nêm đúng không? Đúng rồi. Giờ mình nên ăn nêm thử xem là có cần phải dùng hạt nêm không. Em chưa? Ok đúng không? Đó. Tại vì nãy giờ chị em mình ninh hơi lâu á. Nên là rau nó xanh và nó thành màu hơi sạm sạm. Đây mời cả nhà nha. Hôm nay là cái nồi lẩu này á, là Song Hỷ nấu á, là sử dụng đường thốt nốt để nêm nha. Nên là mình thử xem là cái hương vị ở đây thế nào. Thử coi. Mời cả nhà nha. À, chia sẻ với mọi người là cái độ chua của cái này á, là mình với Song Hỷ là sử dụng là nước của cái trái tắc này, à, thơm này và cà chua, chứ không có dùng cái nước me, cho nên là khi mà nêm vô thì nó thơm chua thanh thanh á, với kết hợp với đường thốt nốt nữa nên là nó ngọt, là ngọt dịu. Được không? Được không? Nhưng mà cái mùi cá hồi nó mạnh quá. Ui đã quá. Đây các bạn thấy nè, bạch tuộc nhà Diễm này sau khi nhúng mà nó hàng tươi là nó săn, nó cong lại này đó. Bạch tuộc này là bạch tuộc để ăn sashimi nha mọi người, nhưng mà kiểu Diễm á là Diễm hay thích kiểu nhúng lẩu á. Giòn, giòn bạch tuộc giòn, cắm cái cảnh kéo. Nước bắt đầu nó ra nước rồi Song Hỷ ạ. Nhưng mà không quên dịch vụ. Đúng rồi. Nhưng mà phải nói là mọi người có nghe cái mùi thơm không? Cái mùi thơm của cái dừa dứa ấy, nó rất là mạnh nha. Cái này chỉ cần một bát cơm nóng này, một chén nước mắm mà cắt một vài lát ớt vào mà. Hoặc là mình dằm trái ớt ra luôn. Rồi mình chấm các loại hải sản này vào cái nước mắm đó, kèm theo một cái bát cơm. Để Diễm thử cho vừa chưa? Có một tí nước mắm nữa. Đúng quá. Hít hà luôn. Em nêm thử cái được chưa, cái là bắt đầu tắt bếp nha. Chị trời thôi, nóng quá. Thầy thầy vừa chưa? Chín chưa? Êm mẹ. Ừ. Thấy ngồi bên đây mà hít qua tới bên kia hơn quá. Mình chờ một tí nó cho cái mướp nó mềm ra nữa là được. Hôm bữa mà mình không xuống bánh chè như chăng bữa đó, mình đâu có biết được cái dừa dứa là như thế nào đâu chị. Cái này như dừa dứa là chất lượng rất là thấp nên là không có nhiều, thật ra nó chỉ có mấy chục ký thôi không Mỹ ạ. Mình với anh Hậu thì bắt đầu đang triển khai cho nó làm cái trồng cái dừa dứa nó nhiều hơn ấy. Ôi thật sự luôn là làm một chén lẩu đã đời luôn á. Nhưng mà còn sẽ đẹp ngon. Được em. Cá hồi thì các bạn có thể nhúng lẩu hoặc là mua về sashimi á, mà những cái phần nào mà mọi người không thích ăn sashimi thì các bạn có thể nhúng lẩu hoặc là kiểu áp chảo ấy. Đậu quá. Tôi nghĩ cho cái một miếng rau ấy, nấm với lại bông điên điển, bông tao muốn vô đi. Cho rau muống vô nha. Ok.
mọi thứ mình cứ cho vào một ít thôi. Tại vì cái lòi nó hơi nam hơi đầy. Rồi, ok. Xuống nha. Hôm nay là anh em mình ăn giã chiến trước khi đi Tây Bắc, nên là ăn tại cửa hàng thì lúc nào nó cũng hơi vụng về một chút so với là mình ăn ở nhà hàng, quán ăn hay là ăn tại nhà các bạn ơi. Nhưng mà đây cũng là một trong những nơi mà mình phải nói là mình đã thực hiện rất là nhiều clip vui và ý nghĩa rồi, cùng với những người bạn của mình. Nhất là trong ngày hôm nay khi mà mình lại có bữa ăn trước khi rời xa Sài Gòn nữa. Thì cũng mong là cái bữa ăn này khi mà đăng tải lên sẽ được các bạn đón nhận và mình sẽ gặp nhiều may mắn trong cái chuyến đi lần này. Đó, rồi sau rồi đã thành bây giờ mình sẽ bắt đầu là tắt bếp nha mọi người. Xong mình húp lẩu xong là mình sẽ ăn cái đồ xào là vừa rồi đó. Cái mì trong này á, trong cái nồi lẩu này nè, còn bào ngư nữa nè. Đó. Bào ngư còn sò điệp. Đây. Bây giờ em nóng lắm nha, nóng lắm nha. Từ với chị nha. Em cảm ơn nha. Em chấm miếng mực ống thôi mọi người ạ. Vừa ăn lẩu vừa tóc cũng thôi. Chứ cái trời khí mà lạnh lạnh như vậy á, mưa. Trời ơi, nhai miếng mực ống này đó. Đã cái răng thật luôn á. Thật ra nếu mà bình thường ở nhà thì các bạn có thể cắt nhỏ nhỏ ra cũng được. Nhưng mà Diễm thì cứ đi mọi khi quay với lại bào ngư á, Diễm kiểu là cắn nguyên con ấy. Thì ăn nó đã hơn. Đây, giờ làm miếng còn sợ đẹp nha. Nóng lắm luôn à. Thực ra là cái khó của anh em mình khi mà quay clip đó là phải ăn nhanh để các bạn xem nó đỡ tốn thời gian, nhưng mà kèm với đó là những món như này nó sẽ rất là nóng các bạn, nên là cũng rất là thương bạn Diễm và bạn Song Hỷ luôn. Đặc biệt là bạn Diễm thì trong nhiều năm vừa qua rồi ăn rất nhiều món nóng mà anh em mình hay gọi là đau thương bất nhập. Cái công việc gì nó cũng sẽ có những cái đặc thù riêng đó mọi người. Mình đi quay ẩm thực thì không thể nào chia sẻ với các bạn, là không thể nào cứ ngồi mà thổi từ từ nó rất là mất thời gian. Nên là với lại là ăn nóng ấy cũng có một cái hay riêng nha. Ăn mà ăn đồ ăn nóng nhiều khi cũng cảm giác rất là đã. Còn cái mực ống này nè, thì nếu mà so với mực lá thì cái mực ống nó sẽ hơi dai nhẹ hơn một tí, tại vì cái bản thân cái thịt của nó rất là dày nha mọi người. Còn cái mực ống á, mực lá thì nó sẽ kiểu giòn nhẹ hơn và cũng ngọt thịt nữa. Em thấy em khoái ăn mà nó nóng quá. Nó nóng quá. Cửa hàng của Phan Diễm là nằm ở hướng Tây mà người may là chiều nay là trời mưa mát á. Thường thì mình hay quay vào buổi tối để cho mọi người ngồi ăn tại cửa hàng nó mát mẻ hơn. Nhưng mà hôm nay là mình phải lên đây từ trưa để chuẩn bị này, rồi phải dành thời gian buổi tối để lên đồ nữa để sáng mai đi sớm, nên là ngồi ăn vào giờ này mặc dù là trời mưa đấy, nhưng mà do là mình ăn lẩu rồi nấu nướng ở đây nữa, cái cảm giác nó sẽ hơi vã mồ hôi một chút, nhưng mà ăn xong nó lại khỏe các bạn. Ở đây nhiều khi á anh Dũng hỏi Diễm là đi quay mà chia tay hay là tiếp bạn bè tới chơi hỏi mình là nấu ở cửa hàng á Diễm có mệt không, hay là thôi đi ra ngoài ăn đi cho tiện hay này kia, nhưng mà ngày hôm nay là cũng muốn đi ra ngoài cũng không đi được, tại vì cái công việc ở cửa hàng rất là nhiều. Với lại cái điều đặc biệt nữa là trước khi mà đi đâu á, hoặc là đón một vị khách nào đặc biệt á, Diễm luôn muốn mời tới cửa hàng của mình. Bé bé xinh xinh thì Diễm cũng không bái, là cửa hàng mình bé thôi, nhưng mà quan trọng là giàu tình cảm thôi nha mọi người. Ấm áp tình anh em. Ăn rất là hiệu lực đỡ thật á. Nhưng mà chị Diễm là biết em thèm ăn sashimi, nên là bữa nay là quyết định là khi sống ở đây luôn. Song Hỷ lên là phải mời Song Hỷ ăn món cá hồi để mà thưởng thức trước khi mà đi Tây Bắc. Sợ đi Tây Bắc rồi thèm mất công 4-5 ngày đi dọc đường. Nhưng mà hôm nay đã thấy đã chưa? Lần này đi là trách nhiệm của Phạm Dũng cũng rất là nặng nề, không kém như các lần trước đâu. Mà nó còn nặng nề hơn những lần trước nữa là mình phải có trách nhiệm tìm ra những cái mới để gửi tới tất cả bạn. Mỗi lần, mỗi chuyến đi thì mình đều tập trung gọi là hết năng lượng để cùng với tất cả bạn làm sao đó trải nghiệm được nhiều cái điều hay và ý nghĩa nhất. Thực ra chia sẻ với các bạn luôn là
mỗi một lần ấy, ví dụ như ở Sài Gòn ấy thì nó còn đỡ nha, nhưng mà mỗi lần mà mùa đi khi mà đi đâu ấy, đi Tây Bắc hay là đi những cái hành trình dài thì cái áp lực của anh Dũng gọi là rất là cao. Bản thân Diễm thì khi mà vào bữa ăn thì mình chia sẻ với mọi người này, còn ngoài ra cái thời gian còn lại hầu như là Diễm lo trong cái công việc là chốt đơn này, gửi hàng tới cho mọi người, nên cái công việc mà quay gì này, tìm những địa điểm ở đâu ngon này, rồi cái cung đường đi đường nào để cho thuận tiện ấy, là hầu như là anh Dũng một mình phải là cân hết đó. Nên là miếng này thì mình xin phép là ăn giùm anh Dũng nha. Vào ngư nó giòn lắm. Nó muốn à? Không biên điển à? Biên điển này nấm. Nấm này em nghĩ là ăn được rồi. Nấm à? Vào ngư ngon lắm. Ăn nấm kim châm đây, em rửa từng cọng luôn đó. Em cắt ra cái rễ xong là em rửa từng cọng, từng sợi luôn. À, chị mới ngồi bảo thấy làm gì mà lâu dữ ta. Rồi vắt từng cọng nấm mọi người, vắt cho nó khô á. Chị hỏi là ủa sao vắt chi cực vậy? Bảo không, thì cái hồi đó nước nó vô nồi lẩu á. Đó là cái công việc mà Hoài Dũng ăn nấm nhiều tí nha. Chứ là xong thị là mất khoảng 45 phút để bắt nấm á. Trời ơi. Nóng hổi. Không phải. Cái cảm giác mà các bạn biết là khi mà mình mệt ấy, mình ăn cái đồ nó nóng nha, nhưng mà nó toát mồ hôi ra rồi á thì trong người kiểu cảm giác là thấy khỏe người luôn ấy, mặc dù hơi nóng một tí. Nhưng mà không phải á. Cái nước lẩu rất là ngon. Cho em một miếng nước lẩu nha, xong em để cho nó hơi nguội nguội rồi một hồi em ăn. Okay. Trong thời gian đó là chị em mình nên ăn chén ha. Thưởng thức cái món xào đi. Mình chờ cái nước lẩu nó nguội á. Xong cái mình húp húp nước lẩu nó là vừa. Đó. Mình nghĩ là mình nên cho cái nồi lên trên này này bạn Diễm này. Để mọi người ăn trên chảo luôn nó mới đã. Đấy. Hay bây giờ cho cái này hết vào nồi lẩu luôn đi, xong mình húp ăn. Đây. Bây giờ là cho hết vào, tới khi mà tới lượt Phạm Dũng ăn là mọi thứ chín là vừa đấy. Vừa mới xào xong mà để mình cảm giác là hôm nay Song Hỷ hình như là vẫn đang còn rất là nghẹt mũi nặng. Dạ, đúng Phạm rồi. Dũng là từ ngày hôm qua tới giờ là làm 4 liều thuốc rồi, và tới giờ này là cảm giác là nó đã nhẹ cái mũi đi một chút rồi đấy, nhưng mà Song Hỷ là cảm giác là vẫn nặng hơn Phạm Dũng. Dạ đúng rồi, tại vì em thì là bị viêm mũi thời tiết nên là nắng mưa không có chịu, khó chịu lắm, nên là hồi nãy giờ là thở không nổi nha, khi mà em hấp súp xong rồi em lại thở được rồi đó. Thôi mình ăn miếng xào nữa đi, xong chiều nay là Phan Nhiễm sẽ đi mua thuốc cho tất cả mọi người. Mời cả nhà nha. Thơm quá. Nhưng mà cái tinh thần đi xuyên Việt của Song Hỷ phải nói là rất là tốt luôn. Chưa có ai mà đi cùng với Phạm Dũng nhiều như Song Hỷ các bạn ạ. Tại vì tất cả những người bạn của mình ấy, đều bận nhiều công việc riêng lắm. Từ sức khỏe này, từ công việc này, từ gia đình này, nhiều lý do để mà anh em không đi cùng với nhau thường xuyên hay là đi liên tục được, hay là đi nhiều được. Thì Song Hỷ thì phải nói là mình phải gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa, nhiều yếu tố mà kết hợp lại để cho Song Hỷ có thể đi cùng với Phạm Dũng được nhiều hơn, và cũng từ đó mà được nhiều khán giả yêu quý hơn. Khi mà em có, trước khi mà đi em cũng có xin phép ba mẹ. Ba mẹ là ai, ba mẹ vui lắm. Tại vì ba mẹ nói là con cứ đi để học hỏi kinh nghiệm nhiều hơn, để sau này mà áp dụng vào khi mà mình quay video á, thì mình cũng có thể là học được anh chị đi trước là quay như thế nào, rồi cách nói chuyện như thế nào đó. Thì sau này thì con sẽ học được. Nên là ba đi mẹ rất là vui. Dạ, là đi học, bữa hổm là đi là học kinh nghiệm để làm YouTube. Còn bây giờ là dạng như mình đi du học tiếp thêm một căn nắng thêm một bậc nữa. Đi học học nữa học mãi. Ai mời mọi người nha. Mình thì mình ngoài củ dừa ra thì rất là thích rồi các bạn ạ. Thì mình lại đặc biệt thích cái cò sò điệp. Đây. Mình phải ăn thử một cái cò sò điệp nữa các bạn này. Đó. Kèm với củ dừa. Mời các bạn nha. Thật ra bây giờ đi tới đâu mà mọi người nghe nó món về món củ dừa thì mọi người gọi tên Diễm ấy thì Diễm rất là vui. Bữa đi xuống An Giang cái
mình uống cái quán cà phê mà đối diện cái khách sạn Victoria. Trong lúc Diễm đi vô gọi thì có người, cái cô cũng ngồi cũng coi kênh mình, cái cổ coi kênh cái con nhỏ đó, con nhỏ của Hú Trường. Nói chung là mình thật sự là đây là cái sản phẩm mà Diễm rất là tâm huyết. Vì giờ các bạn mới xem video gần đây thì các bạn cũng thấy là để cho ra được 1 kg của hủ dừa nó mất rất là nhiều cái công sức luôn, cái nhiều thứ nữa mới ra cho ra được một cái sản phẩm. Cho nên là mình cũng rất là muốn có thể là giới thiệu cái đặc sản của miền Tây này đến với tất cả mọi người. Nếu mình không nhắc về nó thường xuyên, mình không thưởng thức nó thường xuyên thì sẽ không có nhiều người biết đến nó các bạn ạ. Nên là nó là một cái sản phẩm rất là mình, mọi người hay dùng cái từ organic, tức là nó thiên nhiên, nó trong lành, nó sạch và nó là đặc sản mà không phải ai muốn ăn cũng có được. Có được 1 kg củ dừa rất là khó các bạn. Mình đã quay trên kênh Phạm Dũng rồi nên là mình luôn muốn cùng với bạn Diễm phát triển cái sản phẩm này để nó lan tỏa hơn, nhiều người có thể được thưởng thức nó hơn. Còn cái dừa dứa này thì Diễm cũng nói luôn là mình chỉ có được một ít thôi mọi người ạ. Ăn nếu mà hỏi là nó có khác gì hơn so với cái củ dừa bình thường ấy thì nó hầu như là chỉ thơm hơn thôi, chứ cái hương vị của nó thì như nhau, nó vẫn giòn như vậy thôi. Nhưng mà hiện tại thì do là cái số lượng có hạn nên là chị muốn nói luôn là cái củ dừa dứa là không có tặng chậm chéo nha mọi người. Đó, các bạn thấy nè, từng lát này ngâm ra là nở căng luôn. Cảm giác rất là sướng đã răng ấy, ngay nó rất là giòn đó mọi người. Nhưng mà xào chung với cái mướp này nè, cái mùi thơm của cái mướp á nó cứ thoang thoảng á. Mình hôm nay là mướp bạn Diễm mua ở chợ này đúng không? Mình nghĩ rằng cái mướp này không phải là cái mướp mà mình đã từng ăn ở vườn nhà bạn Diễm. Nó không phải là mướp hương, nó thơm ít thôi. Nếu như mà mình lựa được cái mướp hương mà mình xào nữa là nó thơm cực kỳ luôn. Nhưng mà ngon lắm. Đây này, cái trái mướp này này các bạn. Hôm nay khi mà mình nhìn thấy cái trái mướp nó to to là mình cũng hơi nghi rồi. Nhưng mà đây này, đó. Vẫn non, vẫn ngọt. Mời các bạn nha. Không bằng bữa mình hái từ vườn xuống. Nhưng mà nó vẫn ngon. Vẫn thơm. Thường thì trồng nhà thì nó sẽ ngon hơn. Nhưng mà nó lại không có thơm như là cái mướp hương được. Nhưng mà lần đầu tiên mà ăn cô hủ dừa mà xào với mướp. Rửa xong rồi chuyến này là về em sẽ làm nấu ăn cho gia đình em ăn. Cái món củ hủ dừa mà xào mướp ăn chay cũng có thể ăn được. Cái cội thời điểm á mọi người, nếu mà nhà có trẻ em á thì mọi người nên cắt làm đôi hoặc làm tư cái cội sò điệp ra. Tại vì cái cội bên này rất là to, Diễm vừa định làm một phát hết luôn. Nóng. Nó khá là to, nó nóng nữa. Đó. Mà cái nhà không? Nghe bên chợ nói gì không? Mày đỉnh, mày đỉnh. Ngắm á. Nồi đấy. Nhưng mà có một cái là tối nay mới là cái buổi áp lực nè, là xếp đồ. Ngày hôm qua Diễm mới là bắt đầu tính toán rồi, là có nên đem đồ len theo hay không. Nếu mà đem đồ len theo á, nghe nói lạnh rồi nhưng mà đem đồ len theo thì sẽ chiếm rất là nhiều diện tích. Mà không đem thì không biết là ngoài kia thời tiết thế nào, mua đồ nữa thì lại tốn tiền. Nên là thật sự là đây đúng là bài toán khó nha mọi người. Em cũng đang không biết là cái đợt mà em đem nguyên cái áo khoác, mà chị biết là áo khoác mẹ đó là nhất định là hôm nay là sẽ lạnh, là em sẽ đem cái áo khoác bự mà dài tới chân đâu có lạnh đâu, cuối cùng không có lạnh. Nhưng mà chắc chắn đợt này sẽ lạnh, tại vì càng về mùa thu này, rồi càng về gần Tết này thì Tây Bắc sẽ càng lạnh hơn nữa. Cái điều đó là không thể tránh khỏi. Tại vì cách đây khoảng nửa tháng khi mà mình gọi cho chị Tuyên, khi chị Tuyên đang ở Sapa thì đã rất là lạnh rồi. Chị Tuyên nói là chỉ muốn nằm ở trên giường trong chăn để ngủ thôi. Thì tới bây giờ chắc chắn là sẽ còn lạnh hơn nữa. Tuy nhiên là cái điều đó thì cũng là một cái điều đặc biệt mà. Không phải lúc nào mình cũng được trải nghiệm cái hơi lạnh của Tây Bắc đâu. Thế là phải đem đồ lên theo. Lần này thực sự chia sẻ với tất cả các bạn là ngoài cái việc mà đi ra để trải nghiệm cái cảnh đẹp của mùa lúa chín, mà hiện tại đang có rất nhiều người dân Việt Nam nhé các bạn, trên các cái trang về cộng đồng du lịch Tây Bắc thì mọi người đều xôn xao, nôn nao là để lên Tây Bắc để trải nghiệm.
Nhưng mà mình còn muốn trải nghiệm cái điều đặc biệt hơn nữa, đó là cái cuộc sống. Cái cuộc sống của bà con ở trên đó mình muốn tìm hiểu, muốn ăn cơm cùng họ. Và mình muốn trong cái chuyến đi lần này mình phải có được cái may mắn đó, mà nó nhiều hơn lần trước nữa. Lần trước mình chỉ có 1-2 bữa cơm cùng với gia đình bà con trên bản thôi. Nhưng mà lần này mình muốn nhiều hơn các bạn. Và hy vọng là thông qua đó thì các bạn sẽ tìm hiểu rõ hơn về cái cuộc sống của bà con vùng ruộng lúa bậc thang ở Đông Bắc Tây Bắc lần này. Nhưng lần trước là chỉ có mình đi cùng với Song Hỷ hết. Bữa cơm của bà con người Mông cũng là cái cuộc sống kiểu cũng rất là nhẹ nhàng nha mọi người. Ăn mèn mén với mì để trộn với nhau á. Ăn cái cuộc sống thấy sao sao, thấy tội lắm. Hay là tại vì cách mọi người sống ở trên đó quen rồi, khi mà mình lên lần đầu tiên thì mình cảm thấy như vậy. Mọi nơi sẽ có một cái nét văn hóa khác nhau. Nhưng mà bây giờ là nếu mà bạn nào mà đang xem video này thì vào kênh Bếp Trên Bản với lại anh Nguyễn Tất Thắng, là mọi người nói là chờ đón team Phạm Dũng với lại Song Hỷ ra nha mọi người. Tại vì lần này ra thì thứ nhất là mình còn chờ anh Hải, nhưng mà để mà chia sẻ này, nói tiếng địa phương này và biết rành rọt về những cái cung đường này kia thì phải nhờ anh Thắng và Ái Mí Bơ rất là nhiều mọi người ạ. Hai chị em đã no bụng chưa? No. Sẵn sàng đi Tây Bắc chưa? Sẵn sàng. Sẵn sàng. Sẵn sàng mà nghe nói yếu quá. Tại vì đau quá. Thế thì trước khi đi, khi mà các bạn đang xem clip này thì mình đang trên đường đi rồi đấy. Thì hai chị em có chia sẻ cái gì trước khi mình kết thúc clip không? Không hiểu. Em đang xúc động quá. Xúc động. Thì em thì rất là nao nức luôn. Để tới ngày mai là mình sẽ bắt đầu mình đi lên Tây Bắc để cùng với hội tụ cùng với mấy anh em. Thì lâu lắm rồi không có gặp Ái Mí và Bơ, nên là hy vọng là được gặp em sớm nhất có thể, và có thể là chia sẻ nhiều hơn về những cái văn hóa đời sống của bà con trên kênh của Song Hỷ hoặc là trên kênh của anh Phạm Dũng cũng vậy. Còn bạn Diễm thì sao? Còn Diễm thì trước khi mà mình đi Tây Bắc thì cũng rất là cảm ơn tất cả các cô chú anh chị là đã luôn đồng hành này, động viên này, và đặc biệt nữa là ủng hộ các mặt hàng của hải sản Phan Diễm. Thật ra là đi chuyến này bản thân Diễm cũng vừa mừng vừa nôn, nhưng mà cũng vừa rất là lo. Tại vì thật ra là mình đợt vừa rồi mình đi cũng khá là lâu mình về, thì cái sức khỏe này, đặc biệt là da này kia thì vẫn chưa có ấy. Nhưng mà vì lời hứa với khán giả là đi mùa lúa chín chia sẻ với các bạn, cho nên là mình với anh Dũng thì cứ thế mà đi thôi, chứ cũng không có suy nghĩ gì nhiều hết. Cho nên là hy vọng là trong cái hành trình mình đi thì sẽ luôn nhận được sự đón nhận của tất cả các bạn. Còn nếu mà ở nhà mà các bạn có cần những cái mặt hàng của hải sản Phan Diễm, ví dụ như là yến xào này, hôm nay là Diễm về được một ít yến này, rồi cổ hủ dừa, hay là bạch tuộc, bào ngư còn sợi đẹp, và tất cả các mặt hàng của hải sản Phan Diễm, thì các bạn đừng có lăng tăng gì nữa, hay gọi ngay cho Diễm qua số điện thoại là 0981 128 578. Diễm đi thì có thể là Diễm sẽ không có nghe điện thoại được, nên là các bạn sẽ gặp chị Hai, Diễm tên là Ly. Các bạn cứ gọi điện thoại vào đó là sẽ được tư vấn rất là chi tiết và tận tình. Mình cũng nhân đây thì cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều đã nhắn nhủ rồi thúc giục anh em mình ra Tây Bắc để anh em mình có cái chuyến đi lần này. Đó cũng là mong muốn của mình cũng như là mong muốn của khán giả. Nhưng mà nhân đây thì cũng phải là chúc hai chị em trong team Phạm Dũng chuyến đi lần này cùng với Phạm Dũng là sức khỏe dồi dào, không bao giờ bị mệt hay là nhụt chí hết, để anh em mình đi cái chuyến đi này thật là thuận lợi và may mắn, có nhiều nội dung hay để gửi tới khán giả của các kênh của anh em mình luôn. Còn clip này thì mình cũng kết thúc ở đây để thưởng thức những cái món mà hôm nay bạn Diễm đã chế biến nãy giờ, và sau đó là lên đường nhé bạn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong clip tiếp theo của anh em mình trong chuyến đi lần này nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video nha. Còn sau đây là 30 giây quảng cáo dành cho hải sản Phan Diễm. Nếu mà các bạn yêu thương Phan Diễm thì hãy ủng hộ những mặt hàng của Phan Diễm để mình có thêm một tí kinh phí để đi quay những địa điểm ẩm thực, du lịch, chia sẻ với khán giả của kênh Phạm Dũng nha. Hiện tại thì Diễm đang có các mặt hàng như là cổ hủ dừa sấy khô này, yến xào, bạch tuộc, bào ngư, còi sò điệp, hải sâm, vẹm, nói chung là rất là nhiều những cái mặt hàng mà cao cấp và bồi bổ cho sức khỏe. Nên là các bạn nhớ ủng hộ Phan Diễm. Khi mà đặt hàng thì các bạn gọi điện thoại cho Diễm qua số điện thoại là 0981 128 578, và cửa hàng duy nhất của Phan Diễm tại thành phố Hồ Chí Minh là 89A Trần Văn Ơn, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú. Mình cùng với là Phạm Dũng rất là cảm ơn tất cả các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ mình cùng với anh Dũng nha.